Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ăn gạo nếp là thuận với quy luật thức ăn tự nhiên. Quy luật 1, mỗi loài động vật đều có thức ăn của riêng mình. Quy luật 2, loài này xâm phạm thức ăn loài khác sẽ dẫn đến mất mạng, chẳng hạn loài bò chỉ ăn cỏ, loài cọp chỉ ăn thịt, bắt buộc loài bò ăn thịt thì loài bò sẽ chết sớm. Và ép buộc loài cọp ăn cỏ thì loài cọp cũng không thể sống nổi. Cũng vậy, loài người phải có thức ăn chính của loài người, đó là gạo lứt hoặc hạt cốc. Loài người cũng bị mất mạng khi xâm phạm thức ăn của loài khác. Sự mất mạng dần dần của loài người thể hiện qua tình trạng bệnh tật. Ăn thực phẩm của loài khác sẽ làm cho hệ tiêu hóa rối loạn, lâu ngày sinh bệnh tật và khó giữ được mạng sống. Loài bò chỉ ăn cỏ nhưng thịt loài bò rất nhiều, xương loài bò rất lớn và cứng, tim gan sừng lông móng có đủ, tạo hóa thực tuyệt vời. Chỉ cần ăn đúng thực phẩm của loài mình là cơ thể tự tiêu hóa và chuyển hóa đủ các chất để sử dụng và tạo thành tất cả các cơ quan trong cơ thể mà không cần ăn thêm bất kỳ thứ gì khác. Theo đông y, chữa bệnh là lập lại quân bình âm dương cho cơ thể, và bệnh tật phát sinh do cơ thể mất quân bình âm dương hầu hết do ăn những thực phẩm quá âm hoặc quá dương. Gạo lứt là thức ăn quân bình âm dương nên có khả năng lập lại quân bình âm dương cho cơ thể, nên trừ tất cả các bệnh tật, kể cả các bệnh nan y như ung thư, tiểu đường, tim mạch, huyết áp, suy thận, sơ gan. Hai danh y của Việt Nam là Hải Thượng Lãn Ông và Tuệ Tĩnh đã sử dụng gạo lứt trong phòng và trị bệnh, và xem gạo lứt là thảo dược quý nhất. Vừa có tính bổ dưỡng vừa có tính quân bình, nên gạo lứt còn được mệnh danh là lương dược và là hạt ngọc của trời đất ban tặng con người. Gạo lứt là một loại thức ăn chính của người Việt và loài người từ ngàn xưa. Ăn gạo lứt hợp với hệ tiêu hóa chúng ta. Ở miệng, chúng ta có nhiều tuyến nước bọt lớn giúp tiêu hóa thức ăn khi còn ở miệng. Nước bọt của chúng ta hòa với gạo lứt tạo ra chất ngọt ngọt rất bổ cho não bộ và cơ thể. Càng nhai nhiều càng có nhiều chất ngọt và càng bổ dưỡng. Không có thực phẩm nào khác ngoài gạo lứt và hạt cốc tạo được chất ngọt này. Loài ăn thịt cắn xé và nuốt trọng vào bao tử, không hoặc ít nhai. Ruột của loài ăn thịt cần ngắn hơn để thải nhanh chất cặn bã và chất độc tạo ra từ việc phân hủy thịt ra khỏi cơ thể để không bị ngộ độc. Ruột của loài ăn cỏ lá thì phải dài hơn để có thời gian tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất từ cỏ lá. Con người, răng hàm to, phẳng để nhai, nghiền hạt. Con vật ăn cỏ lá răng hàm phẳng để nhai, nghiền thức ăn. Con vật ăn thịt răng hàm nhọn để xé thức ăn. Con người, răng nanh nhỏ, ngắn để cắn vỏ hạt. Con vật ăn cỏ lá, răng nanh nhỏ, ngắn để phụ trợ răng cửa. Con vật ăn thịt, răng nanh lớn dài để cắn xé thịt giữa con mồi. Con người, răng cửa nhỏ, ngắn để cắt thức ăn. Con vật ăn cỏ lá, răng cửa sắc để gặm bứt cỏ lá. Con vật ăn thịt, răng cửa nhọn để cắn xé thức ăn. Con người, tuyến nước bọt lớn phát triển. Con vật ăn cỏ lá cũng thế. Con vật ăn thịt thì răng tuyến nước bọt nhỏ không phát triển. Con người, xương hàm mở theo chiều dọc lẫn chiều ngang để thuận tiện cho động tác nghiền. Con vật ăn cỏ lá, xương hàm cũng mở theo chiều dọc lẫn chiều ngang để thuận tiện cho động tác nghiền. Riêng con vật ăn thịt, xương hàm của loài ăn thịt chỉ mở chiều dọc để phù hợp với động tác cắn xé của nó. Con người, lưỡi ngắn. Con vật ăn cỏ lá và con vật ăn thịt đều có lưỡi dài. Con người, môi trường bao tử trung tính. Còn bao tử loài ăn rau cỏ lá có tính kiềm để tiêu hóa cỏ lá. Bao tử loài ăn thịt thì có tính axit để tiêu hóa thịt và xương. Con người, ruột dài hơn cơ thể gấp 6 lần. Con vật ăn cỏ lá ruột dài hơn cơ thể gấp 8 lần và con vật ăn thịt ruột dài hơn cơ thể gấp 4 lần. Ha ha ha,